Đêm qua, rạp phát The V Show đã chính thức ra mắt khán giả thành phố Hồ Chí Minh với live show đầu tiên mang tên Thằng Bạn Đời. Sự kết hợp của danh ca Trường Vũ và danh hài Vân Sơn đã mang đến một show diễn đầy sâu lắng, tình cảm nhưng không kém phần hài hước. The V Show là dự án sân khấu kịch nhà hàng do danh hài Vân Sơn đầu tư và thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu cổ điển với sức chứa lên đến 500 khán giả. Nhiều người cho rằng danh hài Vân Sơn rất mạo hiểm khi dám đầu tư một sân khấu khá lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi thời điểm hiện tại nhiều sân khấu vẫn thường vắng khách. Vậy điều gì đã khiến cho danh hài thật sự tự tin và quyết tâm theo đuổi dự án này trong suốt năm qua? Để trả lời câu hỏi này, Minh Tòng xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ danh hài Vân Sơn. Bước vào nghề hát năm Vân Sơn vừa tròn 16 tuổi. Lúc đó thì Vân Sơn đã gắn bó với tất cả những cái nhà hát của Sài Gòn. Hầu như quận huyện nào Vân Sơn cũng có đi hát qua, và tất cả những nhà hát của Sài Gòn là Vân Sơn đều có dịp ngủ lại. Thành ra Vân Sơn có một cái tiếc nuối trong lòng là tại sao nhà hát bây giờ nó lại không còn để mà phục vụ cho khán giả nữa. Từ mong muốn giữ lại những rạp hát trong ký ức, danh hài Vân Sơn đã đầu tư làm mới lại rạp hát Nam Quang ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như là Vân Sơn làm lại hết từ đầu đến cuối, coi như là từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, từ dưới lên trên. Toàn bộ tất cả những gì đang có trong nhà hát Nam Quang cũ, kể cả những âm thanh ánh sáng là thanh lý hết. Tất cả hiện tại hoàn toàn mới 100% mà được Vân Sơn nhập từ ở nước ngoài về, từ ở Mỹ về. Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và chăm chút chất lượng từng show diễn, danh hài Vân Sơn tự tin The V Show sẽ đủ sức hấp dẫn khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì Vân Sơn rất là hài lòng với tất cả những cái gì mà mình bỏ công sức ra hơn 9 tháng vừa qua để mà làm nhà hát The V Show này. Nơi đây sẽ là một cái nơi tổ chức chương trình live cho anh em nghệ sĩ trong và ngoài nước. Nơi đây là một cái nơi mà khán giả có thể vào xem những chương trình công nghệ được đầu tư thật đúng chất. Và đặc biệt hơn nữa là đây là một cái mơ ước và mục đích chính mà khi Vân Sơn thành lập nhà hát này. Hàng đêm chúng ta sẽ có một cái nơi để cho tất cả những khách du lịch ở nước ngoài khi có dịp ghé về Sài Gòn, họ có một cái nơi chốn để xem văn nghệ. Và xuyên qua chương trình văn nghệ đó thì người ta có thể tìm hiểu được những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam mình. Chúc cho những người nghệ sĩ đầy tâm huyết như danh hài Vân Sơn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả.